Hey, chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Sáng nay cái thằng em họ của mình, cái thằng mà đi tỉa thưa các bạn, nó gọi cho mình, nó nói là nó sáng nó đốn được cây dừa, cái đầu nó mới gặp được hai con cua đất làm tổ trên cây dừa các bạn, rồi nó xin chủ rồi nó lấy luôn cho mình. Vậy là mình có thêm hai thành viên mới. Rồi mời các bạn tiếp tục xem video của mình. Đây là con bịp con hồi bữa các bạn. Này nó lớn hơn xíu rồi, nó biết đứng được rồi. Với lại lông cánh nó cũng ra hơi nâu nâu rồi. Nuôi bịp con này nó ăn dữ lắm các bạn. Cái gì nó cũng ăn á. Nhưng nhất là những cái đồ mà có, ví dụ như cá nè, rồi thịt bò nè, thịt heo nó cũng ăn đó. Rồi mấy con mình thì hay cho con ăn cá thời lồi nè, rồi mấy con ếch nhái nè, nó dùng rắn cá tắc kè, cá ké gì đó, kỳ nhông gì đó, nó cũng ăn hết trơn. Bịp này nó khôn lắm. Nó thích ăn con này con kia hơn. Còn cắm gà thì nó ăn một miếng hai miếng à. Cho nên mình muốn tập nó ăn cám mình phải trộn vô. Như mình đang trộn đây là cầu cào á. Cầu cào mình đang trộn với cám á. Còn đây là cặp cua pháo của mình. Ở trên còn có cái tổ ngon lành rồi, nhưng mà vẫn xuống đây gặm gì mấy cái khô này không biết nữa. Tính lên xây tổ lại hay gì. Cặp này dễ thương lắm, rất là hiền. Còn đây là cái cảnh mình chèo qua sông, qua bên nhà nội mình hái ít mận các bạn, để về cho con sóc nó ăn. Tía mình á. Giờ mình qua chỗ nhà nội nè. Mỗi lần qua chỗ nhà nội phải đi đường sông các bạn, bơi ghe qua. Đi xe cũng được nhưng mà nó hơi xa, cho nên mình đi đường ghe cho nó gần. Bên mình có cái mận nhưng mà còn nhỏ, nó chưa có trái. Cho nên bên nhà nội mình có cái mận, nó có trái nhiều lắm. Bên kia chim ngủ hết trơn. Mình qua mình hái ít về cho con sóc nó ăn. Dính gì cha? Chìm đâu dưới không thấy cha ha. Cá chìm đâu thấy đâu. Cái mận đây các bạn. Chuẩn bị hái thôi. Đây có hai trái nè. Khỏi cha, mất công. Trên mặt nó rớt xuống ngay điện thoại mình rớt đất luôn các bạn. Cao dữ ta. Đây có này. Cho con ít mặn. Mặn rất lạ chả luôn. Hai hồi được nhau đây nè các bạn. Nhau đây sóc ăn được một ngày á. Giờ mấy cái mặn này mình cho mấy con sóc. Sóc ăn mặn. Còn chuối này thì cho mấy con khuyên với con chảo. Con sóc này bây giờ nó chảnh rồi. Lúc đầu mình mới đưa về nó đói á, thì mình để mít vô cái nó ra nó ăn liền à. Còn bây giờ là mình để đồ ăn vô, cái là mình đi rồi nó mới ra ăn. Cho nên giờ mình để vô nó trốn ở trong cái bọng cây á.
Chào các bạn, đây các bạn, cái thằng em họ mình đó, nó đúng cái dừa, cái đầu nó phát hiện có hai con cua đất, cho nên lấy nó cho mình. Đây các bạn, mình mà ở kế bên đó chắc mình nuôi chim con hoài luôn á, riết chắc mình giống như kêu mà trạm cứu hộ quá. Tại vì cái hoàn cảnh này, cái này là phải nuôi chứ, đúng cây mà mình không thể nào mình dời cái tổ của nó để qua chỗ khác được, chỉ có là lấy lời chăm sóc cho tốt là để cho nó lớn thôi. Mùa này mùa chim sinh sản á, mà đúng cây nó là mùa này bị dính liên tục. Này hang của đất nha các bạn, đất là chắc đất mini sao. Đây là thành viên mới, mở mắt rồi các bạn. Bây giờ mình cho nó ăn thử nha, cám gà các bạn, bỏ nước vô nó sẽ mềm 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 vậy này. Cái đầu mình để cho cái miệng cho nó núp đó, đó. Rồi nó ăn ha. Nào biết nó không ra luôn rồi. Trời. Con ở đâu, mình sẽ cho từng con ăn chứ không thể nào hai con ăn một lúc được. Đây, con này ăn xong rồi tới con kia. Ôi, nước của ai nó không nhả ra luôn kìa. Chưa nhả ra. Ôi, chưa no chưa? Rồi chưa nữa hả? Nè cho mình miếng nữa rồi cho tới ăn anh này. Vẫn còn ăn. Rồi con em rồi ha, bây giờ tới thằng anh nè. Cái này anh hai đó 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 đó, phát hiện ra rồi. Chui vô. Ăn kiểu này là hay nhất nè, lấy cái bịch xong cắt cái lỗ rồi nó chui cái đầu vô là nó ăn là hay nhất. Đó đó, ăn đi. Trời ơi, chui cái mỏ vô trong hết cái bịch luôn. Nó giữ hoài luôn. Cười. Ăn ướt mẹ cái cổ luôn rồi. Thôi no rồi đó, thấy cái bụng bự kìa. Kia. No rồi. Thôi thôi thôi, bụng bự quá rồi không cho ăn nữa. Cái này. Cái điều nó bự rồi mà thấy nó còn ăn ta. Trời ơi. Thôi kìa. Ủa, mình thấy ăn cái bụng cái điều nó bự rồi mà sao nó còn ăn dữ ta. Coi kìa nó miệng kìa.
Dữ ha. Đâu con em nó bự này, thôi thôi không cho nữa, bự quá. Cái diều của em nó bự quá, để mình thay cái giấy nó mới được. Rồi đây mình thay miếng giấy cho nó rồi. No rồi các bạn. No quá mình không cho nó ăn luôn á, chứ nó vẫn còn muốn ăn nữa. Thôi cho mình cho nó đi nghỉ đây. Bạn nào mà thích xem kênh của mình á, mời cho đăng ký kênh á, thì bấm đăng ký kênh các bạn. Và nhớ bấm vào cái chuông để khi mình ra cái video mới các bạn đã nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn. Và các bạn xem video mà thấy không thích thì các bạn bấm tay xuống ha. Còn nếu mà thích cái video của mình thì bấm tay chỉ lên nha các bạn, để mình biết để mình sửa chữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.